Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh MrTiên. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ là tin mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay ở Bắc Bộ có mưa, vùng núi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa và Ninh Thuận có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo trong ngày và đêm nay sang đến ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Ở Trung Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 60 mm. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông như tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Dự báo vài ngày tới trong tháng 11 sẽ xuất hiện thêm một đợt không khí lạnh nữa tiếp tục được tăng cường tràn xuống khu vực Bắc Bộ, khiến cho khu vực này rét đậm hơn. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động. Khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dự báo thời tiết từ nay đến hết tháng 11 của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì khả năng có 2 đến 3 sóng thần nhiệt đới, có thể là áp thấp nhiệt đới, hạt bão xuất hiện trên khu vực Biển Đông và sẽ ảnh hưởng đến đất liền khu vực Trung Bộ. Như vậy, trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện ít nhất 2 cơn bão số 9 và số 10 trên khu vực Biển Đông ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra, không khí lạnh gia tăng tần suất, rét đậm rét hại có thể xảy ra sớm. Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có khả năng kết thúc muộn. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.